từ 113.000 trở xuống là đưa luôn, chứ bây giờ còn trên thì không giúp được. Và Khánh cũng đã làm chuyện đó mới đây tuần trước luôn. Sau đó thì nếu mà mình không có tiền thì mình sẽ đi mượn những người khác. Nhưng mà có nghĩa là như nè, tại vì thật ra là khi người ta tiền mình thì là người ta đang cần mình, nên là nếu mà trong khả năng của mình mà cái người đó đủ quan trọng để mà mình không có một cái đắn đo hay suy xét gì hết là Khánh sẽ gửi liền. Bây giờ ví dụ nha, em ví dụ nha. Okay. Hai anh chị mà sáng mới ngủ dậy đi, mà giờ trong túi hai anh chị chỉ còn 100.000. Mà xong đi ra đi làm, thì trên đường đi làm cái có một người đồng nghiệp hello, cái muốn hỏi mượn 90.000. What? Mà trong hôm đó là anh chị chỉ còn đúng 100.000 để dùng trong nguyên một ngày luôn, thì anh chị có cho mượn không? Trời. Ủa ghê vậy. Ủa, cho mượn luôn. Cách hả? Đây một tuần Khánh đã rơi vào một trường hợp là trong tài khoản của Khánh còn 113.000. Dạ. Tiền mặt không còn luôn, là tại vì nó nằm ở những chỗ khác rồi mà bây giờ mình không có rút ra được liền. Sao có một người bạn đồng nghiệp của Khánh cũng đang trong trạng thái kiểu bây giờ không còn tiền mặt mà trong cái thẻ không còn, bây giờ nó chỉ nằm trong sổ tiết kiệm nọ nhiều thôi. Thì họ cũng đang nói chết rồi, bây giờ người giao hàng tới thì bây giờ cần phải trả cho cái đơn đó là 70-80 ngàn, thì bây giờ người ta mượn Khánh kêu giờ Khánh còn 113 ngàn nè, bao nhiêu bây giờ chỉ cần là từ 113 ngàn trở xuống là đưa luôn, chứ bây giờ còn trên thì không giúp được. Và Khánh cũng đã làm chuyện đó mới đây tuần trước luôn. Sau đó thì nếu mà mình không có tiền thì mình sẽ đi mượn những người khác. Nhưng mà có nghĩa là như nè, tại vì thật ra là khi người ta tiền mình thì là người ta đang cần mình, nên là nếu mà trong khả năng của mình mà cái người đó đủ quan trọng để mà mình không có một cái đắn đo hay suy xét gì hết là Khánh sẽ gửi liền. Nhưng mà nếu trường hợp cái người đó nó không quan trọng lắm, chỉ là giao tiếp bình thường thôi, nhưng mà người ta kiểu người ta muốn mượn vậy đó, có tao không? Đó, trường hợp là tao tao lao đó. Cái vấn đề là ở đó đó, là em có một anh bạn chơi thân với em lắm, gần chục năm rồi, mà cứ anh sẽ có một cái tính như là rất là phát tâm giống như là nói tốt quá thì cũng không đúng, mà là anh rất là thiện lành tới cái mức mà anh bị cả nể á. Dạ, bị cả nể. Dạ đúng rồi. Rồi không có biết được cái nào nặng cái nào nhẹ. Dạ đúng rồi. Chỉ cần có người mượn nói ngọt ngọt xíu là anh sẽ đưa. Đúng rồi, cả nể cả tin lắm. Ê, anh ai giới thiệu ý? Bây giờ anh nghĩ ra đến vậy, người ta mượn tiền cái gì? Ủa, đủ rồi, đủ thiệt. Sao nghĩ vậy? Vấn đề không phải, tại vì nghe nói là cái gì mượn chứ còn nói nó ngọt ngọt. Khánh ơi, em đã mất giá trị từ khi em người ta biết em có 113.000 trong tài khoản. Từ đó về sau là mọi thứ là không còn bạn bè nữa. Vậy hả? Nghe nói ok quá, kèo này ngon quá. Có cần gặp người ta không? Dạ, cần gặp luôn. Cần gặp đối chất đúng không? Ủa mày quen hả? Ai biết. Ủa, chứ đặt bạn chứ ảnh đâu? Anh nói ngoài kia kìa, để em bưng anh vô. Trời, này không bỏ anh vô cái thùng mở ra cái là bất ngờ có câu chuyện liền, hiểu không? Không có vừa anh. Rồi mời Thảo Phạm đi ra dắt bạn vào. Hello. Đây. Hello, hello. Rồi, bây giờ là đầu tiên thì chắc là mượn tiền em. Hả? Sao vậy? Nói giỡn như vậy thôi, chứ cho mượn tiền nha. Ủa? Hình như cái lòng của em cái khởi ra cái... Hình như là biết sao trong người không hết tiền á. Đúng rồi, đúng rồi. Thật sự luôn, chị cũng có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà mình không phát ra nữa Thanh. Không phải. Không có như vậy. Bản thân chào quý vị khán giả nhé. Chào chị Khải Như, em chào anh Khánh và chào tất cả mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Lê Quốc Anh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn với lại Thảo là mối quan hệ như thế nào? Dạ, anh em ạ. Em là tình cờ biết Thảo cái khoảng cách đây là 2016, là cũng 7 năm rồi. Thì hồi nãy Thảo vô đây, Thảo không có mang cái câu chuyện của bản thân mình tới, nói chuyện về một người khác mà cụ thể hơn, đó chính là Quốc Anh. Thì Thảo nói là Quốc Anh kiểu có cái tính hơi cả nể, và ví dụ như là ai mà kiểu mượn tiền thì cho dù mình không muốn cho nhưng mà mình cũng ngại, mình không biết từ chối như thế nào thì mình cũng cho, đúng không? Thì có phải là câu chuyện của Quốc Anh ngày hôm nay không? Tại sao em có cái tính cả nể đó vậy? Tại em thì em nghĩ là cái tính này là thuộc về cái tính cách nhỏ lớn rồi. Kiểu mình thấy là cái gì mình mà giúp được á thì mình giúp thôi, nghĩa là trong phạm vi của mình có thể thì mình sẽ giúp. Thật ra thì trong cái sự cả nể nha, đôi khi nó là một cái sự phiền phức á. Em cả nể em giúp người này, em cả nể em nhường nhịn người kia, có bao giờ em bị tổn thương chưa? Nói không là xạo, đương nhiên là sẽ có rất nhiều, tại vì mình đâu phải lúc nào mình cũng chọn lựa được cái đối tượng mà mình gặp đâu. Cái tính mình nó như vậy rồi, lúc nào mình cũng ok, mình cứ cho đi. Để em kể dẫn chứng cho anh chị nghe, em tức lắm. Em tức nhiều lắm đúng không? Khánh! Dạ. Đi ra mang cục tức vô đây cho chị. Rõ. Đây.
Ngày hôm nay vì các bạn là những khách mời rất là đặc biệt nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị những loại nước rất đặc biệt. Và đây được gọi là những loại nước thần sầu. Nó là hỗn hợp chất luli. Thì khi mà các... Cái gì vậy? Em ơi bây giờ vậy nè. Nếu như mà Thảo kể đúng thì em phải uống. Đúng. Còn Thảo là cái sai, chị uống. Liên quan gì trong câu chuyện này? Tại vì bài mang cái này ra. Không, em là người bài. Em coi lại chương trình giùm chị. Thì Thảo kể đúng thì em phải uống. Và nếu như Thảo kể sai thì Thảo uống. Em kể đi, em kể đi. Thế em kể cũng không quên. Thật ra thì ảnh rất là tốt tính. Thì đó là một cái không phải là vấn đề. Nhưng mà nó tốt, nó bị quá và nó bị không có đúng hoàn cảnh. Dạ, ví dụ như một chuyện là không biết ở đây mọi người có bị là giống như là khi mình đi vào một cái cửa hàng nào đó là mình có chức thiết phải bắt buộc phải mua một món đồ gì đó mới đi ra không? À hôm đó hai đứa em đi vô trong một cái shop quà lưu niệm và định mua một tí quà tại vì thấy ở ngoài nó rất là đẹp. Nhưng mà đi vô em lựa một vòng thì em không thấy cái gì đẹp hết, em kêu là thôi đi ra nên không có gì đẹp trơn. Thôi đi ra kỳ lắm, mua cái gì đi, mua cái gì nhỏ nhỏ cũng được, đi ra đi chứ tự nhiên cái đi vô lựa cái đi ra kỳ. Đó cái này em vẫn thấy nó bị giống như là phí. Nó bị phí, nó không đáng á, tại vì mình không có thích mà tại sao mình phải mua. Sao rồi cuối cùng vẫn nằng nặc phải mua một cái gì đó mới đi ra. Đúng không em? Dạ, yeah, đúng. Đây là nước tương. Yeah. Ủa hay vậy? Đậm, đậm, đậm chẹt như vậy mà. Em thấy giống mật ong thiệt. Còn cái tình huống nào nữa không? Cũng còn, ví dụ như sáng hôm nay đi, là hôm nay em rủ là đi với em lên trên này chơi, là em chỉ không có nói là lên này để kể xấu gì hết, em chỉ nói là chở em lên trên này chơi đi. Nhưng mà sáng phải đi thiệt là sớm nha, tại vì quay sớm để về sớm. Tối hôm qua sếp của ảnh không biết sao á, nó nhờ là làm thêm là nhờ đi sang nhà để trông em bé ngủ giùm. Nhưng mà trông tới khuya luôn, trông tới qua 12 giờ luôn mới được về. Cái mới nói là ủa đó là đâu phải trong công việc của anh đâu, anh có thể từ chối được mà, để ngày mai mình đi sớm nữa. Thôi nhưng mà sếp nhờ mà không làm kỳ lắm, giờ anh có thể về xong anh ngủ có 2 tiếng thôi rồi mình đi cũng được. Đó giống như là ảnh hy sinh giấc ngủ của ảnh để anh có thể giúp được hết mọi người vậy á. Nhìn theo cái góc độ thực tế thì nó sẽ hơi cả nể xíu đúng không? Nhưng mà nếu mà nhìn theo góc độ mà tâm linh á không chết. Những cái việc bạn làm nó rất là thiện lành. Dạ đúng. Thì nó phần nào tích phước cho bạn rất là nhiều. Thiệt. Với là nãy giờ mới kể có 2 trường hợp thôi nha. Mà em thấy cái phước của bạn nó dày cộm luôn nha. Nó dày cua như vậy nè. Cái phước á. Mà đúng không? Đúng không? Ủa tự giác luôn. Đó. Ủa hết cái này là cái phước dày nữa. Em phải sửa phải không? Em thấy nó y chang cuộc đời em nãy giờ hai ly vậy đó. Chung là cũng nhiều lắm nhưng mà hôm nay lại bưng anh lên đây là mục đích là nhờ anh chị tư vấn thúc đẩy đồ đi chứ em rồi, nói 7 năm nay vấn đề rồi. Rồi nhưng mà bản thân Quốc Anh em có thấy thoải mái với những điều em đang làm không? Thì như nãy em có nói, từ nhỏ đến lớn thì cái tính cách của em nó như vậy rồi. Và thực ra là mình muốn thay đổi, thật sự cũng muốn thay đổi. Nhưng mà cảm thấy như là khi mình làm mình thấy cũng nó vui vui. Đồng ý là mình có thể mình sẽ hơi thiệt thật nhưng mà mình thấy vui. Và cũng có những cái lần mà, thế như những cái lần Thảo mà kể nãy giờ là nó là rất nhỏ thôi. Và có những lần của anh gặp những chuyện rất lớn luôn và liên quan đến cả tài chính. Và của anh bị lừa rất là nhiều lần rồi. Thậm chí là bị gia đình nói luôn là nếu mà con mà ra đời sống là con không bao giờ sống được. Đi với cái tính cách này con phải tập lớn đi, con trưởng thành đi. Và những lúc đó thì của anh rất là bế tắc thật sự. Và nói tại sao mình thậm chí là nhiều lúc mình thậm chí mình nghĩ là mình bị hoài nghi nhân sinh luôn á. Nói ủa tại sao con người phải như vậy với nhau, phải như vậy trong khi mình chỉ muốn làm những việc tốt nhất thôi.